Cho nên là Khánh có một cái lời khuyên cho tất cả các bạn trẻ, nếu mà các bạn có cái nhu cầu mà startup thì Khánh có một cái lời khuyên, đó là các bạn hãy làm hết sức với cái đam mê của mình. Nhưng trước khi làm nhớ suy nghĩ kỹ và tính toán kỹ nhé. Khánh xin chào tất cả khán giả của Gian, và Khánh rất là vui mừng chào đón mọi người ngày hôm nay đến tham quan nhà hàng của Lý Quý Khánh nhé, tại 11 Nguyễn Văn Chim. Đây có thể nói là một cái nhà hàng Khánh rất là may mắn vì nhà hàng của Khánh có được một cái không gian rất là rộng mở, và đặc biệt là Khánh rất là thích cây cối, thành ra những người khách tới đây sẽ có thể được sống và được trải nghiệm cùng với một cái không gian rất là thiên nhiên. Nhưng mà cũng thấy thì Khánh rất là quan trọng về cây cối, thì 50% cái location lần này đó đều là cây cối hết. Ngoài ra Khánh có được hai cái phòng chính, và nhà hàng này chuyên về đồ ăn Việt Nam. Thì lúc trước Khánh có một cái nhà hàng khác nữa là nhà hàng Thái, nhưng mà sau dịch thì Khánh đã quyết định combine lại hai nhà hàng cùng một lúc, là Việt và Thái cùng ở tại nhà hàng thanh niên này. Thật sự cái lý do mà Khánh mở cái nhà hàng này thì cũng khá đặc biệt. Thì nhà hàng này đã là 30 năm rồi. Thì nhà hàng này là nhà hàng của bà nội Khánh. Thì Khánh này cho biết tôn, cho nên là bây giờ lớn đủ thì bà nội tin tưởng, thì Khánh cũng muốn phụ bà nội. Vì ngành nhà hàng cũng là ngành của gia đình Khánh, cho nên Khánh cũng muốn làm một cái gì đó đóng góp cho gia đình. Và đặc biệt là cái nhà hàng này là một trong những cái nhà hàng đầu tiên của bà nội, thì Khánh cũng muốn làm cái điều này để cho bà nội vui. Và trong lúc Khánh làm thì Khánh rất là may mắn vì mình là nghệ sĩ mà, thành ra mình được rất là nhiều những anh chị nghệ sĩ khác rất là support, rất là ủng hộ. Đó là do vì sao mà Khánh được biết đến cái nhà hàng này rất là nhiều. Và cái đó cũng là một lời cảm ơn Khánh dành cho tất cả những anh chị nghệ sĩ thời gian qua đã ủng hộ Khánh rất là nhiều. Nếu mà hỏi Khánh có cái mơ ước hay không thì chắc chắn cái mơ ước thì đâu có tốn tiền đâu. Thì Khánh rất là mơ ước Khánh có nhiều cái nhà hàng theo cái chuỗi này để tạo thành một cái chuỗi lớn. Nhưng mà tạm thời ở một cái thời điểm hiện tại thì như mọi người cũng biết, kinh tế rất là khó khăn và kinh doanh nó cũng không phải được như trước. Thì Khánh cũng rất là dè chừng với những cái dự án, và tạm thời Khánh tập trung vô để làm sao cho cái hiện hữu nó tốt nhất. Và trong tương lai chắc chắn nếu mà thành công, mọi người ủng hộ, thì Khánh sẽ expand, Khánh sẽ mở rộng ra thêm. Thật sự cái quán này đã mở được 30 năm rồi, thì Khánh vô tiếp quản lại mà thôi. Thành ra Khánh may mắn không có phải bị trải qua cái thời gian đầu tiên. Nhưng mà với cái nhà hàng Thái của Khánh thì những thời gian đầu, những thời gian rất là khó khăn, tại vì làm sao để cho mọi người biết đến. Và ngay cả cái ẩm thực của mình thì không phải là mình cảm thấy ngon mà tất cả mọi người cũng sẽ thấy ngon. Thì mình cần có một cái thời gian để mình điều chỉnh làm sao để nó trở thành là mọi người đều thích. Đó cũng là một cái quá trình. Cho nên là Khánh có một cái lời khuyên cho tất cả các bạn trẻ, nếu mà các bạn có cái nhu cầu mà startup thì Khánh có một cái lời khuyên, đó là các bạn hãy làm hết sức với cái đam mê của mình. Nhưng trước khi làm nhớ suy nghĩ kỹ và tính toán kỹ nhé. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui, các bạn hãy nhớ download app Tử Vi